Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến này tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 5 bộ sản phẩm từ những con âm ly bình dân và dòng âm ly cao cấp, và một số con âm ly thì Tuyến sẽ thanh lý cho anh em để anh em có thể tiện lựa chọn. Thì đầu tiên thì Tuyến gửi đến anh em một con âm ly của Toshiba. Dòng này là dòng quả Toshiba các bác nhé. Con này nếu mà chất âm, nói chất âm thì khỏi phải bàn, hay em đang chơi những dòng này thì chất âm của nó hay, không cần các bác phải đánh lọc, bởi vì bát chép của nó quá mạnh, quá hay. Và dòng đặc biệt con này là dòng âm ly receiver, dòng âm ly đài nhé. Đài của nó rất là nét luôn. Đây em sẽ test thử đài luôn cho các bác nghe. Đấy, các bác dò đài thì các bác có thể dò được nhiều dòng đài khác nhau này. Đấy, đấy đây. Các dòng dò đài thì các bác cứ vậy là bác dò đây, ấn nút đây. Đấy, dò đài thì nó sẽ hiển thị số luôn bằng số các bác nhé. Đấy, đài đóng là rất là nét luôn. AM, FM đều ok hết, bởi vì con này là hàng xuất Mỹ. Hàng này là hàng xuất Mỹ các bác nhé. Hàng xuất Mỹ nên là điện của nó 120V. Đây các bác nghe, em còn không cần mở đến bát nhiều, bởi vì con này bát của nó quá mạnh luôn này. Đấy các bác nghe, bát đánh nghe đã tai luôn. Jack còn thừa jack này. Đấy, còn không sử dụng đến hết jack, nấu nớt đầy đủ các bác nhé. Thiết kế mặt phanh nhôm rất là đẹp luôn, có hai hồi gỗ hai bên, cực kỳ chất luôn. Và em nói rõ luôn là con này con công suất lớn nha. Con này cho công suất lên đến 220W các bác nhé. Đây, 220W đánh từ 4 cho đến 16 ohm thoải mái cho các bác, bất ghép bất kể dòng loa gì. Đây là cần anten của đài. Và con này đánh 4 sò của 7800, đúng 7800. Đấy, 4 sò 2 vít như 7800 luôn. Con này thì nếu mà nói về chất của nó thì khỏi phải bàn đi, chất âm của nó cực kỳ hay luôn. Thì hôm nay em Tuyến xả giá cho các bác với con âm ly Toshiba model là SA850. Em bán dưới giá em nhập, là em bán để cho các bác với giá chỉ 3 triệu đồng. Em xả cho các bác với cái giá 3 triệu đồng. Bởi con này em nhập nó rất là cao, nhưng mà hôm nay em bán lỗ để cho các bác chơi. Đấy, thì tình trạng thì có mấy cái vết xước răm ở trên cạnh trên thì không tránh khỏi. Đấy, núm nước rất là đẹp. Đấy, các bác chỉnh bát chét mở hộp ra này. Đấy, đầy đủ nhá. Phần loa này, bát chét này, phần kênh loa đánh hai cầu loa A và B nhá. Phần loa nhá, nâu nớt đầy đủ nhá. Đấy, radio nét căng luôn. Các bác nào đam mê âm ly đài thì các bác chơi con này cho em thì không phải nghĩ, không phải chơi equalizer ni giếc gì. Chất âm quá tuyệt vời luôn. Các bác đánh bát 30 40 đều ok hết. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ly Sansui AU 707 các bác nhá. Con này thì là được thiết kế một mặt nhôm dày. Mặt nhôm dày gần một phân luôn các bác nhé. Đấy, mặt nhôm dày gần một phân luôn. Dòng AU 707 này thì quá đã rồi. Đây, các bác nhìn nhé. Một bộ máy con này được thiết kế là 4 sò san ken, son san ken đế dày. Đấy, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản nhé, chưa có một mối chấm hàn nào. Đấy, đèn thúc xanh đen hai kênh. Con này đánh 4 sò san ken và hai bộ nguồn riêng biệt, 4 quả tụ nọc nguồn, máy móc đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn nhé, mặt mũi nhé, đẹp xuất sắc luôn nhé. Đấy, Sansui AUD707, con này đánh hai cầu loa A và B, đít đáy cực kỳ là đẹp luôn. Con này cho công suất lên đến 230W các bác nhé, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đây, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, thoải mái cho các bác đánh các dòng loa. Các dòng nó khó tính. Đấy, con này có cả cổng rê pau luôn, để cho các bác có thể vừa nằm rê nằm pau luôn. Đây, cổng rê pau luôn, vừa nằm rê nằm pau rất là tiện. Các bác chỉ cần chuyển đổi bằng nút gạt. Đấy, 4 tụ nọc nguồn, công suất lớn 15.000mAh, 63V. Đó, con này thì thiết kế nâu nớt đầy đủ các bác nhé. Dòng AU 707 này thì chất âm thì rất là hay, đánh sò sắt, 4 sò san ken sắt.
Đó. Thì với con âm ni Sansui AU 707 em để cho các bác với giá là 5 triệu 800 nghìn đồng nhé. 5 triệu 800 nghìn đồng cho con âm ni Sansui đẹp xuất sắc như này. Đấy. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni Pioneer. Dòng này cũng là khá là quen thuộc các bác và nhiều các bác đam mê rồi. Đây, dòng Pioneer SA 7800 mắc đôi các bác nhé. Pioneer SA 7800 mắc đôi, đẹp xuất sắc. Đấy, cạnh trên các bác nhìn nhé, từ cạnh trên của nó còn sắc đứt tay luôn này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Và đặc biệt là con này vẫn là đánh tốn sò ép quen thuộc của dòng Pioneer 2SA 1075 và 2SC 2525. Đèn thúc còn xanh đen nguyên bản luôn. Đấy, con này về thì qua chắc là khá là quen thuộc các bác rồi. Những dòng này thì cũng là thần thánh về dễ ghép loa rồi. Đấy, đít đáy cực kỳ đẹp luôn. Đánh hai cầu loa AB 155W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, thoải mái cho các bác ghép loa. Những dòng này là nổi tiếng là dễ ghép loa. Đấy. Tình trạng mặt mũi rất là đẹp luôn. Các bác nhìn nhé, một cái bộ mặt mũi cực kỳ đẹp luôn. Núm còn rất là chóe, rất là đẹp. Đấy, hàng bãi mà về được như này thì cũng là còn khá là đẹp rồi. Máy móc là sạch bách luôn. Các bác không phải nghĩ. Đấy, ruột gan máy móc em quay từng chi tiết cho các bác để cho các bác xem luôn. Để cho các bác khỏi phải thắc mắc. Và với con âm ni Pioneer SA 7800 mắc đôi, hôm nay em tuyến để cho các bác với giá là 9 triệu 500 nghìn đồng. 9 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Với giá chỉ có 9 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni Đờ Nông. Con này là cũng khá nổi tiếng rồi. Bởi vì những dòng này dòng đầy cao các bác nhé. Những dòng này là dòng đầy cao, chuyên trị những dòng loa bốt, những dòng loa tầm cao thì loa cột, loa cây. Thì chơi những dòng này thì nó là hết thuốc rồi. Con này thì có model là PMA 1500 AE. Dòng đời cao chót vót của Đờ Nông 1500 AE. Con này được thiết kế chạy sò móc phét. Đây, các bác nhìn chữ móc phét. Đây là nó móc phét là những biểu tượng của những dòng chạy sò móc phét các bác nhá. Thiết kế hai bộ nguồn riêng biệt. Đó, các bác nhìn bộ dàn tụ của nó đã mắt chưa? Những dòng đời cao này thì chất âm thì khá là, nếu mà các bác chơi những dòng nhạc mạnh hay là những dòng nhạc Boreno đời mới thì các bác chơi những con này thì nó là đúng bài. Bởi vì những dòng này nó chuyên trị những đời cao. Con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhá. Và con này cho công suất lên đến 250W. Đấy, đít đáy, mặt mũi đẹp keng luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Con này thì chất âm thì khỏi phải bàn rồi, rất là hay rồi. Các bác chơi những dòng loa nhạc đời mới thì các bác nên chọn những dòng này để cho các bác chơi. Đấy. Loa cây, loa cột, trưng bày đẹp. Mặt là phay nhôm xước rất là đẹp luôn các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Thì với con âm ni Đờ Nông 1500 AE em để cho các bác với giá 10 triệu 500 nghìn đồng nhé. 10 triệu 500 nghìn đồng cho con âm ni Đờ Nông 1500 AE, đẹp xuất sắc như này. Không một mối chấm hàn nào luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, em soi từng tí một cho các bác để cho các bác khỏi phải lăn tăn. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé. Với giá chỉ có 10 triệu 500 nghìn đồng. Thị trường con này nó đang bán 14-15 triệu. Em để cho các bác với giá chỉ có 10 triệu 500 nghìn đồng. Một cái giá cực kỳ dễ thương. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni Pioneer. Dòng này có model là Pioneer SX850 nhé. Đàn em của 950. Đó, một bộ mặt trắng khay nhôm rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp. Và không thể thiếu những cái bộ máy đẹp xuất sắc như này được. Đấy, các bác nhìn nhé, một cỗ máy cực kỳ đẹp, sassy vàng chóe bảy màu đẹp xuất sắc luôn. Từ vỉ máy này, đèn thúc xanh đen này, không một mối chấm hàn nào nếu luôn các bác nhé. Đẹp mỹ mãn luôn.
Đấy, một bộ máy rất là đẹp luôn. Con này thiết kế hai quả tụ như hai non bia luôn, 15.000 mi. Đấy, một biến áp rất lớn, rất to. Đây, các bác nhìn bộ đít của nó này thì rất là đẹp luôn. Đánh hai cầu loa A và B, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và con này có công suất ở đây nó là 470 W các bác nhé. Những dòng này là 470 W SX 850. Đủ cho các bác đánh những dòng loa hạng nặng. Con này không thể thiếu là đánh 8 con sò sắt của Toshiba chữ đỏ nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, 8 con sò sắt Toshiba chữ đỏ đẹp keng xà beng luôn. Đấy, các bác có thể chọn những con âm ly này về phối ghép với những bộ âm thanh khó tính của gia đình hay là trưng bày rất là đẹp. Bởi vì con này thì nó thiết kế mặt trắng phay nhôm như đàn anh là 1250. Những dòng đời đít năm 50 này đều là những dòng hay có tên tuổi của hãng. Đấy. Và con này nếu mà nói là 3 số thì nó cũng gần hết số rồi. Thì với con Omni Pioneer SX 850 đẹp xuất sắc như này, em để cho các bác với giá là 18 triệu đồng nhé. 18 triệu đồng cho con Omni Pioneer SX 850 đẹp xuất sắc như này, đánh 8 sò sắt. Đó, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Thì em Tuyến hôm nay vừa giới thiệu các bác đến 5 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917 838 969. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Đó, thì các bác mua hàng bên em thì những cái bộ sản phẩm nào dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và những sản phẩm nào trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu để em gửi hàng cho các bác. Và em cũng nói rõ luôn là giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em Tuyến thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo để không bỏ lỡ những sản phẩm em đăng. Có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm thích hợp. Một lần nữa em Tuyến cảm ơn các bác.